Hồ Thị Kim Ngân xuất sắc giành vé tham gia Olympic 2018. Hồ Thị Kim Ngân xuất sắc giành vé tham dự Olympic trẻ 2018 tại Buenos Aires của Argentina vào tháng 10 tới sau khi giành hai chiến thắng liên tiếp tại giải Taekwondo Thiếu niên Thế giới 2018 tại Tunisia. Ở ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Taekwondo Việt Nam có 3 võ sĩ tranh tài là Hồ Thị Kim Ngân dưới 49kg, Lương Ngọc Nhi dưới 63kg nữ và Lê Minh Vương dưới 73kg nam. Theo quy định, các vận động viên giành quyền vào tứ kết mỗi hạng cân sẽ giành vé đến Argentina tham dự Olympic trẻ 2018. Kim Ngân đã xuất sắc đánh bại De Souza của Brazil và Rosana của Guatemala để góp mặt trong trận tứ kết. Điều này đồng nghĩa Kim Ngân đã giúp cho Taekwondo Việt Nam giành vé tham dự Olympic trẻ 2018 trong ngày thi đấu đầu tiên. Đáng tiếc hai vận động viên còn lại không đạt kết quả tốt trong ngày thi đấu hôm nay. Ngọc Nhi buộc phải dừng chân trước đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 12-2, còn Minh Vương để thua đối thủ đến từ Hy Lạp với tỷ số 41. Giải Taekwondo Thiếu niên Thế giới 2018 tại Tunisia năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 mùng 7 tháng 4, với hơn 400 vận động viên đến từ 111 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian qua, Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia thường xuyên có những chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đối với các vận động viên trẻ. Điều đó cần thiết giúp các vận động viên như Kim Ngân tích lũy thêm kinh nghiệm để sẵn sàng bước vào chinh phục những giải đấu lớn. Với chiến thắng ngày hôm nay đã chứng tỏ những chuyến tập huấn mang lại hiệu quả và giúp cho các võ sĩ Việt Nam tự tin thể hiện bản lĩnh trên đấu trường thế giới. Vận động viên Hồ Thị Kim Ngân, niềm hy vọng mới của Taekwondo Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m78 cùng lối đánh thông minh, vận động viên Hồ Thị Kim Ngân, 17 tuổi, quê An Giang, đang là một trong những gương mặt trẻ tài năng của Taekwondo Việt Nam. Tấm huy chương vàng lịch sử ở giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới 2016 là bước đệm để chắp cánh cho tài năng của Kim Ngân trên con đường sự nghiệp sắp tới. Năm 2016, vận động viên Hồ Thị Kim Ngân đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở hạng cân 44kg nữ tại giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới được tổ chức tại Canada. Đánh bại vận động viên đến từ Costa Rica, Kim Ngân đã giúp Taekwondo Việt Nam có tên trên bảng vàng giải trẻ thế giới sau 8 năm chờ đợi. Hồ Thị Kim Ngân sinh năm 2001, là võ sĩ quê An Giang. Cô theo tập Taekwondo từ năm 2013 và sớm bộc lộ tài năng thực sự, sở hữu chiều cao 1m78. Đó là lợi thế rất lớn ở nội dung đối kháng trong Taekwondo. Ngoài ra, Ngân còn là cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn, có nền tảng kỹ thuật tốt và chăm chỉ tập luyện. Ngân chia sẻ, em đến với Taekwondo cũng là một cái duyên. Từ nhỏ, em đam mê võ thuật và tập luyện bộ môn Taekwondo, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi nó. Đến khi người cô trong gia đình biết được sở thích của em, nên đã hướng em tập luyện chuyên nghiệp hơn. Từ đó, em quyết tâm theo đuổi con đường Taekwondo. Mặc dù tập luyện trong thời gian ngắn, nhưng thành tích của Hồ Thị Kim Ngân là rất đáng nể. Trước khi giành được tấm huy chương vàng lịch sử ở giải trẻ thế giới và đoạt vé dự vòng chung kết Olympic 2018 vừa qua, võ sĩ quê An Giang còn từng đoạt huy chương vàng hạng cân 41kg tại giải vô địch trẻ Taekwondo Đông Nam Á, huy chương vàng giải vô địch Taekwondo trẻ ở châu Á 2015. Ở đấu trường trong nước, Ngân cùng đoàn An Giang đã giành được nhiều huy chương vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhờ vào lợi thế chiều cao vượt trội của mình, Kim Ngân đã biến lợi thế đó thành sở trường trên sàn đấu với những cú đá uy lực và chính xác. Dù trẻ tuổi nhưng chiến thuật thi đấu và lối đánh của Ngân thật sự có đường nét rõ ràng, gây cho đối phương những khó khăn nhất định. Ông Vũ Minh Tuấn, huấn luyện viên quốc gia bộ môn Taekwondo cho biết, Kim Ngân có thể hình tốt ở hạng cân của em, nhưng vì em còn quá trẻ nên ban huấn luyện mong muốn em có thể nỗ lực nhiều hơn nữa trong tập luyện. Đồng thời, chúng tôi cũng tạo điều kiện để em thi đấu nhiều hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn như ASEAN hay Olympic. Đồng quan điểm đó, ông Trương Ngọc Đệ, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho rằng Ngân là vận động viên có tài năng và rất cố gắng trong tập luyện. Bằng chứng là em đã giành được huy chương vàng và tấm vé dự Olympic vừa qua, nhưng lối đánh của em chỉ sử dụng nghiêng về một bên, điều đó bất lợi trong thi đấu chuyên nghiệp. Tôi mong rằng huấn luyện viên sẽ chấn chỉnh điều này, giúp Ngân thực hiện nhiều kỹ thuật hơn và để phát huy tốt lợi thế của mình. Trong thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cũng thường xuyên có những chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đối với các vận động viên trẻ. Điều đó cần thiết cho các vận động viên như Kim Ngân tích lũy thêm kinh nghiệm để sẵn sàng bước vào chinh phục những giải đấu lớn.
Ở tuổi 17, Hồ Thị Kim Ngân, cô gái cao 1m78, hứa hẹn sẽ là tương lai của nội dung đối kháng Taekwondo Việt Nam trong thời gian tới.